quy hoạch tại vị trí này trong thời gian ngắn sắp tới, khu trung tâm hành chính huyện Văn Giang sẽ được xây dựng mới với khối nhà cao tầng có thiết kế hiện đại. Đối diện là dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang được gắn kết bởi kiến trúc độc đáo hiện đại, đưa nơi đây trở thành khu trung tâm hành chính có quy mô hiện đại nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa chính trên địa bàn huyện Văn Giang trong thời gian tới. Khu nhà ở phố mới Văn Giang rộng 9 ha nằm trong quần thể quy hoạch khu trung tâm huyện Văn Giang rộng gần 50 ha. Dự án có quy hoạch thiết kế thông minh bởi các khu nhà phố, nhà liền kề đều có hai mặt tiền, thiết kế tầng hầm để tăng công năng sử dụng cùng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Các căn nhà đều đảm bảo ba giá trị, đó là giá trị sống, giá trị thương mại và giá trị nghỉ dưỡng. Trong đó, điểm nhấn của dự án là tòa nhà cao 22 tầng được thiết kế dựa trên tích trừ đồng tử tiên tung của vùng đất Hưng Yên.